Ok nè, xin chào các mọi người nha. Chào người đến video hôm nay của em thì hôm nay em có ít đồ mọi người. Đồ thứ nhất là đồ tồn thanh lý với lại một ít đồ mới lên mọi người ha. Thì hôm nay có đặc biệt là lên Zippo nha mọi người ha. Đó, lên đồ anh chơi ha. Cưa thì vẫn vậy mọi người ha, 150 nha. Thì hiện tại em còn 3 cây này thôi. Một cây thì bao gồm một cây 7 lưỡi nha mọi người. Đó. Đó, ít dụng cụ mọi người ha. Hôm nay thì video hôm nay thì khá ít món nhưng mà có một số đồ mọi người mua về mọi thuốc hay sử dụng chơi thì chủ yếu ha. Đồ sử dụng cũng ít. Thì video cuối tuần và chủ nhật thì em sẽ lên nhiều món hơn ha. Thì hiện tại thì chỉ chuẩn bị được có nhiêu đây, khá bận chuẩn bị được như này, lên trước như này cho mọi người xem ha. Mọi người thấy món nào phù hợp thì liên hệ cho em nha. Đó, xin chào cả mọi người nha. Thì em sẽ chèn bán thêm 4 cái mã này nữa nha mọi người. Nói chung là lâu lâu thêm một vài cái sản phẩm mới này bán chứ không có phụ thuộc đồ bãi quá nha mọi người. Có nghĩa là kênh của em là em sẽ bán đồ cũ nha, đồ cũ, đồ sử dụng còn có thể sử dụng được hay là đồ mọi người đam mê sưu tầm giải trí ha. Đó, chứ không nhất thiết phải là đồ bãi nha mọi người. Đó. Thì hôm nay em có chèn thêm 4 cái Zippo đây để bán thử ha. Đó, thì em cũng có chơi cái này trên hội ha, Facebook. Hôm nay là họ mới có bán một cây đó mọi người. Họ mới có bán một cây nè ha. Đó, thì đây em có nhiều nhưng mà lên thử trước vài cây đó nha mọi người. Bán trên YouTube nó không phù hợp không? Mọi người trước khi mua Zippo mọi người nên tìm hiểu một chút về nó nè, tìm hiểu một chút về nó để mình khỏi bị bỡ ngỡ. Với lại nhiều khi mình không hiểu được, mình không chơi là mình không hiểu được ha, nhiều cái nó với lại mình dễ bị mua lầm hàng phát nha mọi người, hàng giả nữa ha, hàng giả này nó không gọi là Zippo, không gọi là sang đá. Thì em cũng không nói nhiều nào. Rồi, em bắt đầu luôn ha. Đầu tiên thì em vào giới thiệu mọi người một con Zippo chữ truyền vàng cho người, truyền vàng, cái truyền vàng giá anti vintage, vintage nha mọi người. Đó, giá cổ ha, nó cái lớp giá cổ của nó có bị mài mòn theo thời gian nè, mọi người xem là nó không có bị cắn mốp rồi nha, không bị cắn mốp nha mọi người. Chỉ lớp lớp mà cổ của nó bị phai mờ theo thời gian thôi. Đó. Mọc nó là E này. E là tháng nha mọi người, còn đây là năm nha. Năm của nó là năm X13, đa mã là 1997 nha mọi người. 1997 ha. Đó. Zippo nè, chữ Zippo truyền vàng nha. Xin 1932 này đó. Cái này đã lên lửa rồi nha mọi người, đã lên lửa rồi, kéo tem lên rồi cắt lại rồi cái ruột con rất là đẹp ha. Đó, ruột của nó là B13 la mã nha mọi người. B là tháng 2 ha. Đó, 13 la mã này. Đó, 13 la mã ha. Ruột cũng tương đối đẹp mọi người. Bánh xe. Nó có một vết vết tem ở đây nha mọi người, đây ở đây. Đó. Một vết ở đây thôi ha. Đó. Còn lại ok, ngoại hình tương đối ok. Âm thanh. Đó. Rồi. Con này mã số 1 nha mọi người. Đó, số 1. Mọi người nên tìm hiểu trước khi mua Zippo nha. Đó, thì cái này thay vì em bán trên Facebook thì em chuyển qua bên YouTube bán thử vài cây thôi mọi người ha. Đó, anh mọi người thấy phù hợp thì mua về mọi thuốc hay có, nếu mà mọi người đang chơi thì có thể sưu tầm nhé. Con số 1 này em bán 580k nha mọi người.
580k nha. 997. Giá cổ tiền vàng ha. Rồi, tiếp theo con này nữa. Con này con số 2 ha. Đó. Zippo either best selection ha. Có khơi chữ tiền vàng nha mọi người. Con này là nó cái mặt trước của nó chỉ mạ vàng cái cạnh thôi nha mọi người, cạnh thôi. Đó. Còn hai mặt trước nó là phay xước này, mọi người nhìn kỹ thấy cái dấu phay xước không? Đó. Là nguyên zin đó ha. Ngoại hình này không có bị cắn mốp nha mọi người. Đó. Không bị cắn mốp hết. Lớp truyền vàng này nó phai mờ theo thời gian nhưng mà cái đít nó lõm á mười, cái đít nó lõm ra cái phần mạ vàng ở dưới cái đít nó còn rất là sáng này, còn mấy cạnh đây thì nó lòi thành ra nó bị phai mờ theo thời gian rồi. Đó. Cục cái đít này còn rất là đẹp nè, rất đẹp. X1994 nha mọi người, 994 con này thì không không có con mốt hết à, không có mốt hết. Tương đối rồi. Ruột cho mọi người xem ha. Rồi. Ruột rất đẹp ha, ruột gần như mới luôn. Con này thì có lên lửa một vài lần ha. Đó, có lên lửa một vài lần. Bánh xe nè, đó. Bánh xe bén nha mọi người. Ruột rất là đẹp ha. Ruột 10 la mã luôn, ruột B. À, cái vỏ là vỏ A ruột B nha mọi người. Đó. A tháng 1, B tháng 2. Thường thường là Zippo nó lệnh 1 năm vẫn là bình thường nha mọi người. Một tháng là không có gì hết. Đó. Tiếp tiến ha. Đó. Số 2 nha mọi người. Số 2 em bán 6,5 mọi người ha. Số 2 650k. Rồi, số 3 là một con đời số ha. À, đời số. Này sơn zin hãng nha mọi người đó. Hát là tháng ha 09 nè mọi người, năm 2019 có một lúc cắn nhẹ đây thôi đó. Có lên lửa nha mọi người đó, có lên lửa một vài lần rồi. Có dấu trời ở đây nè. Tại đây cái này em mua qua tay người khác nha, em không có chỉnh sửa vậy đâu. Nhiều khi nó có một số chủ nó có chỉnh sửa vậy đó, nhưng mà em soi kỹ trước khi mua rồi. Chung là tuần tương ok em mua lấy ha. Nói chung về bán lại mọi người sử dụng thôi chứ chia lửa thôi. Ủa, bánh xe này hình như là chưa sử dụng đâu mọi người, cái ruột. Cái vỏ này có lên lửa nhưng mà cái ruột hình như chưa sử dụng nha mọi người. Đó. Đồng lên kem luôn này. Ruột không chín mới luôn mọi người, gần như mới luôn ha, gần như mới luôn, rất là đẹp. Hát không chín luôn mọi người, cùng tháng cùng năm luôn nha mọi người. Đó. Đó. Hát không chín này, cùng tháng cùng năm luôn. Con này âm có vẻ ok ấy, mọi người nghe thế ha. Hay ha. Rồi. Con này trơn không có chủ đề nha mọi người. Con này mã số 3. Số 3 em bán 340k ha. 340k. À.
thực cấp cho những cái con Zippo mà đời mới này ra này, em thấy nó khá mỏng. Mọi người có thể cân nhắc mua cái Zippo này mà Zippo mới được sử dụng này. Này, chữ ăn mòn đổ sơn hay gì mà. Đó. Khắc chìm mọi người ha, khắc chìm. Đó, chữ Zippo rồi không khắc chìm nha. Con này brass xẻ nhưng mà cái này là bên Nhật nó xẻ luôn ha. Deadloy là hàng xuất Nhật nha mọi người. Nãy em quên giới thiệu mọi người những con Deadloy là hàng xuất Nhật ha. Còn những con lởm là hàng không phải xuất Nhật. Thì bình thường ha. Con này thì nó có nhưng cái này những cái dấu móp này chỉnh được nha mọi người, nó không phải là cắn sâu ha, nó như là móp nhẹ thôi. Đây ở đây ha, em tính nó đánh lên nhưng mà cái này nó ten lên tự nhiên á, nhiều khi đỡ chung với bức thư này, nhìn nó cũ kỹ nhìn nó chắc ha. Rồi em không có vệ sinh hay là đánh lên nha mọi người, hay đỡ nguyên bản vậy luôn. Con này thì mọc ngược nha, đó con này mọc ngược cũng ít luôn, ít 15 mã luôn, là 1994 nha mọi người. Bằng lên chín chín tư chung, nếu buổi sale mà bán Zippo nhiều hơn á em sẽ đầu tư thêm cái kệ nó ruột nó ruột 94 luôn nha mọi người. B y ha. Đó. Con này thì có sử dụng rồi, lên lửa cũng nhiều rồi. Đó. Là nó có lên lớp ten đỏ 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 mọi người. Mọi người cái gì có thể lấy cà nè đánh luôn cũng được, có là để vậy cũng được ha, nó tùy theo người một cái giỏ tương đối ok ha. Chưa xe ba nha mọi người, con này chưa xe ba, chưa vệ sinh lau chùi đánh bóng gì hết đó. Thì lấy bên Nhật gì thì để dây bán luôn ha, cũng không chỉnh gì hết. Con này có vẻ là đồng xẻ nha mọi người, mà điều bên đó xẻ nha. Đây, con thì hôm nay em chỉ lên thử cho một người bốn con Zippo rồi ha, người thấy phù hợp thì liên hệ em nha. Đây chủ yếu là hàng ăn chơi mồi thuốc, không có dùng cho công việc được, thành ra mọi người cân nhắc nha. Với lại hàng Zippo này vô khách quen thì em mới COD nhiều người, còn người khách lạ thì đặt cọc hoặc là phải chuyển khoản nha mọi người. Đó. Mà số 4 này bán 600 đó, 600. Rồi. Lên bộ giữa nha mọi người, bộ số 5 ha. Số 5. Số 5 mà nó hơi mời em ghi là 200 số 5 220k nha mọi người. Đó. Số 5 220k nha mọi người. À. Thì bao gồm 6 cây. 1 2 3 4 5 6 cây nha mọi người. Đó. Chiều dài của nó vít đóng nha mọi người, bao gồm cái đầu tiên là vít đóng, chiều dài 22 cm nha. 2 cm. Đó, mọi người xem kỹ ngoại hình chưa? Ừ. Đầu vít rất đẹp nha mọi người ha. Muốn vít gỗ thì theo cảm quan của em thì em thấy vít gỗ sử dụng ok ạ. Sử dụng em thích xài vít gỗ hơn là vít vít nhựa nha. Đó, đây cũng vít đóng nha mọi người. Một cây vít đóng cộng cây vít đóng trừ, hai cây này bằng nhau 22 cm ha. Đó. Tiếp theo là hai cây này là hai cây vít thường. Chiều dài của nó là 22 luôn nha mọi người. Mấy cây vít đời cũ này thường thường là của Rubicon vít sale nha mọi người ha. Rubicon vít sale này em thấy những cái vít gỗ này thấy nó chắc hơn những cái vít cao su à, thì em vẫn thích xài những cây này hơn. Đó, bên hai nha mọi người. Và hai cây nhỏ ha. Hai cây nhỏ chiều dài 17 cm nha mọi người. Hai cây nhỏ thì BH1 nha mọi người. Đó, nó còn miếng bọc nhựa luôn nè, cái đây còn miếng bọc nhựa. Đó, lên keng luôn ha. Cái chữ kia. Cái này của Trinimax ha, cái vít nhỏ này của Trinimax này. Đó, cái này của Vixel.
nói chung đa số vít gỗ là vít sale này trên mấy mà cái thương hiệu nó cũng khá ok ở bên Nhật ha, mọi người yên tâm ha. Rồi bột số 1 em bán 220 nha mọi người. À, tại thường thường nó có vít đóng này nó hơi đắt hơn tí, mọi người thông cảm nha. Đó, 6 cây này 220k mọi người ha. Nó tuyển chọn nha, đầu rất là đẹp, nó không có bị lỗi lầm nha mọi người. Rồi, tiếp theo bộ số 2 ha. Bộ số 2 em bán bộ số 6. Số 6 em bán 190k nha mọi người. Đó. Đầu tiên là một cây vít đóng. Rất là đẹp ha. Đó, form rất là đẹp. Dáng rất là đẹp. À, có chữ xe băng mọi người thấy không? Đó. Đồng rất là đẹp nha mọi người. Người lưu ý là mấy cái này không có từ rồi. À, có từ ha. Có từ. Đẹp nha mọi người. Ok. Chiều dài của nó là khoảng 22 cm. 22 cm nha mọi người. Đó, cái vít đóng cộng. Thì bộ này cái vít đóng trừ của nó thì cái đít đóng của nó ở phía trong nó hơi nhỏ nè, cho nó không hết cái phần đít. Đó. Chiều dài của nó là 20 cm nha mọi người. Vít đóng này 32 mọi người ha. Thường là nó có logo chữ ở trên này mà rất là mờ người ha, nó không có dập sâu lắm. Một cây cộng, một cây trừ, hai cái này chiều dài nó là 20 cm nha mọi người. Đó, đầu vít rất đẹp nha. Đó, đầu vít rất đẹp. Nhà bộ này chỉ có hai cây trừ còn lại là cộng hết luôn ha. Hai cái vít cộng này BH1 nha mọi người. 1 hay 0 nó nhỏ xíu à, như là BH1 luôn ha. Đó. Hai cái này thì ngắn. Chiều dài của nó 14 cm luôn ha. Rồi bộ này 6 cái này bán 190k ha. Bộ số 6. Mã số 6 nha mọi người. À, tiếp theo mọi người bộ số 7 và bộ số 8 ha. À, đầu tiên lên bộ số 7 cũng giống bộ số 6 luôn, 190k nha mọi người. À, số 7. 590k gồm 2 4 6 cây ha. À, lên đầu tiên. Cái này thì dài bằng cánh nãy mọi người cũng 22 cm ha. À, đóng nha mọi người. Đây, cái này hình như có từ. Có từ nha mọi người, đó vít đóng này có từ. Form này rất đẹp mọi người ha. Đó, form này rất đẹp. Còn len keng luôn. Một cây ha. Tiếp theo mà cây vít dạng thường. Cái này không phải vít đóng mọi người ha, BH2. Cũng rất đẹp. Cái này gọi vít sale nha mọi người. Thường màu đỏ thì em thấy là của vít sale ha. Cái này là vít sale này đó. Nói chung đa số vít gỗ là của vít sale như là Rubicon, mọi người yên tâm nha. Em thì bỏ qua cái phần quay đó, mất thời gian nha mọi người. Chủ yếu là cái đầu vít nó đẹp là được ha. À, bộ này hình như có cây vít đóng BH2 nhưng mà vít đóng hơi ngắn mọi người ha. À, vít đóng chỉ có 17 cm thôi mọi người. 17 cm thôi ha. Vít đóng này như của Rubicon nha mọi người. À, vít đóng BH2. Một cây trừ, một cây cộng. Cái trừ hình như là của vết xeo nhiều người mà như đó là BH3 ha, cái trừ dạng thường là BH3, cái cộng đó, cộng BH1 nha mọi người, rồi cái trừ này là BH2 nè, cái trừ này sẽ nó ngắn nhỏ thôi, cái này 14 cm nha mọi người, đó, nhỏ xíu dễ thương nhưng mà đẹp nha mọi người, đó. Rồi bộ này 6 cây này em bán 190k nha mọi người, mà số 7 ha. Rồi, số 8 mọi người. Số 8 bán 170k. Cái bộ này tại vì nó thập cẩm hơn. Mấy bộ kia với lại cây nó đang số ngắn hơn ha. Đây số ngắn hơn 170 ha. Cái đầu tiên là vít đóng.
Vít đóng 32 nha mọi người. Cái này của Vixel ha. Cứ ghi ở đây thì sao? Không có hệ hiệu nha mọi người. Đó, mà đầu vít này à, ok nha mọi người. Vít này có sử dụng rồi, đầu này có sử dụng rồi. Còn mấy bộ trước hình như đầu chưa sử dụng. Nó vít đóng ha. À. Bộ này thì tới có 3 cây vít đóng là mọi người. Cây vít đóng BH1 với lại cây vít đóng trừ BH1 nữa. Hai cái này chiều dài bình thường ha. Chiều dài nó 17 cm nha mọi người. Đầu rất đẹp ha. Đầu này chưa sử dụng. Tiếp theo, một cây trừ BH3 với một cây cây cộng BH2 ha. Cộng hơi dạng holo nè, đó. Chiều dài 17 cm nha mọi người. Đầu rất đẹp ha. Nè, bộ này được cây tu vít nhỏ xíu xíu nè. Cái này chắc chẳng mọi người thấy nó hơi căng, mọi người uống lại nè, cái này dễ ha. Đó, em nói nó nhỏ xíu xíu à. Đó, bộ này số 8.7 nha mọi người. À, tiếp theo là mọi người bộ tu vít cuối cùng, bộ này số 9 nè mọi người. Mã số 9 nè. Số 9 240k nha mọi người, tại bộ này có hai cái tu vít đóng hàng nặng ha. Hai cái tu vít đóng bự lắm. Tu vít BH3 nha mọi người. Chiều dài của nó là 25 cm. Vít đóng cộng là 27 cm ha. Vít đóng trừ là 26 cm ha. BH3 nha mọi người. Đó, cho mấy bác sửa máy hay là hay dặn mấy cái máy đó thì sử dụng BH3 này đóng to rồi. Đó, cái đóng đầu đẹp chưa sử dụng ha. Cái này của Vixel nè mọi người. Còn cái này của hai cây Vixel hết nha mọi người, hai cây Vixel BH3 hết. Chiều dài thì như em nói. Bộ này có 4 cái vít đóng nha mọi người. Đó, hai cái đó là BH, cái này là vít đóng BH2 ha. À, vít đóng cộng là BH1 mọi người ha, cộng trừ BH1 nha mọi người. Đó, hai cái vít đóng BH1. Hai cái này thì chiều dài của nó 17 cm nha mọi người, 17 cm. Đó, đầu đóng 4 cây. Cái này hai cây vít cộng không có vít trừ mọi người ha. Đấy, vít cộng. Vít cộng này BH1 cho mọi người ha. Cây một cây BH1, cây BH2 nha mọi người ha. Đó, đầu rất đẹp mọi người. Chiều dài cây dài là 19 cm, cây ngắn là 17 cm nha mọi người. Đó. Bộ này 6 cây nhưng mà tại vì có hai cây bự hình này giá nó mạnh hơn bộ kia nha. Số 9 254 nha mọi người. Rồi, tiếp theo là bộ đục gỗ mini mọi người. Số 10 180k nha mọi người. Số 10 180 ha. Bộ này thì gồm 10 cây mọi người ha. 10 cây. Đó. 1 ha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nha mọi người. Chiều dài thì xem khoảng 16 cm, cây ngắn nhất là khoảng 13 cm nha mọi người. Rồi, 10 cái này bán 180k nha mọi người. Rồi, tiếp theo lên cho mọi người 3 bộ kho này, 1 2 3 nha mọi người. Đầu tiên là bộ số 11.
11 360k ha, gồm 8 mũi mọi người, 2 4 6 8 mũi mọi người ha. Đó. Rồi đầu tiên là mũi không có đỡ sai ta. Mũi đầu tiên là mũi 55 nha mọi người. Mũi đầu tiên là mũi này 55 ha, cái mũi này khắc gỗ mọi người ha. Đó. Một mũi ha. Tiếp theo là mũi này là mũi 42 nha mọi người. Đó, 42 ha. SKH nè. Ốc ác là đủ nha mọi người ha. 42. Tiếp theo là mũi đây là mũi 38 nha mọi người. 38mm. Mấy bộ này răng đẹp hết nha, không có coi cái nào răng xấu. 38mm. Tiếp theo cái này 33 nha mọi người. 33 ha. Cái này 28. Này 27 nha mọi người. 27. Cái mũi này là mũi 22 mọi người ha, 22. 22 nè ha. Theo hai mũi nhỏ này thì là mũi 18 nha mọi người, một mũi 18 và một mũi 12 ha. À, mũi 18, mũi 2, 2, 4, 6, 8 mũi này em bán 356 nha mọi người. Rồi tiếp theo bộ 12 nha mọi người, 12 gồm 2, 4, 6, 7 mũi ha. Đó, đầu tiên là mũi này là mũi 55 nha mọi người. Cái này có chữ Made in Japan đàng hoàng ha. Đó, Made in Japan đàng hoàng. 55 ha. Tiếp theo mũi này là mũi mũi mới đây ta. Marvel 42 nha mọi người. Mũi 42. Này của có chữ M này, M là Marvel ha. Đó. Cái mũi này chắc chưa xài, còn lớp sơn zin nè mọi người. Đó. Rất là đẹp ha. Tiếp theo mũi này mũi 33 mọi người ha. 33. Rồi, tiếp theo mũi này mũi 27 mọi người ha. 27. Hoser BM Japan ha. Tiếp theo, mũi này mũi này bao nhiêu ta? 27 này. Mũi 21 nha mọi người. Đó, mũi này mũi 21. Mũi này Japan luôn rồi ha. Bộ này có vẻ đẹp ta. Đẹp mà như rẻ bộ kia chắc à. Hố. Bộ này bộ mà mũi 18 nha mọi người ha. 18 nè. À 20 chứ. 20 ha. Bộ này cũng có Made in Japan nha mọi người. Chắc là bộ này hố rồi mọi người, hố, bán vậy là hố. À lỡ. 13 nha mọi người. Đó. À, bộ này 354 nha mọi người. Đó, bộ này rất là tuyệt vời ha. Tại em lỡ ghi không đỡ ý. Mấy cái mũi mũi phía góc này đắt tiền mọi người. Nhưng mà lỡ lên là bán luôn ha. 12 354. Rồi, tiếp theo bộ 13 là hai bộ răng cọp nha mọi người.
Đó, bộ đánh cầm này gồm 2 4 6 7 mũi ha. Đó, đầu tiên là này lưỡi cũng đẹp nha. Make in Japan. Ô, chết rồi. Hô. 42 nha mọi người. Đó thì đang cọp rồi tại vì em không có sử dụng khuyết bán nhôm bán đồ anh đã bán luôn. Tiếp theo mũi này mũi 35 ha. Đó, 35. Make in Japan luôn nè. Đó. Tiếp theo mũi này mũi 32 mọi người ha. 32. Rất ok mọi người, không mẻ vỡ răng nha. Hai mũi này là mũi 21 này. Cái này hai mũi 21 đó nha mọi người. Hai mũi 21 hết. Của SKH đó. Chắc đây là nó ghi vậy thôi, có cái ghi không ghi nhưng mà nó là Japan hết nha mọi người. SKH là một khoảng á. Đang đẹp nè, 2 mũi 21. Nếu mà mọi người làm công trình mà khoét máng điện á, mũi 21 là cực kỳ gần ha. Mua không dưới mũi tốt không dưới 35 ngàn mũi đó. Tại em trước em làm thi công máng điện công nghiệp. Mũi nhỏ đó là 14 nha mọi người, còn mũi lớn hơn là mũi 16 ha. Rồi, 16. Đó. Rồi. 367 mũi này bán 24 nha mọi người. Rồi, tiếp tục hệ mũi khoan mọi người. Này hàng bự ha. Hàng bự. Mấy rồi đây? 13 rồi không? 14 nha mọi người. 14 480k ha. Đó. Gồm 2 4 6 8 10 11 mũi. Nhưng mà mấy bộ này nó bự hơn cái bộ nhỏ mấy bữa nha mọi người. Bộ này chiều dài nó tới 20 cm luôn ha. 21 cm á, nói chung là tính luôn đồ chóp là 21 cm ha. Đó, chiều dài trung bình là 21 cm ha. Bộ này rất là to và nặng nha mọi người ha. Cái này thì chỉ chắc sử dụng mấy con bàn chứ mà mấy con thường mình mà sử dụng mấy cái mũi bự này chắc là con ỉa luôn á. Màu hư á, màu rơ đầu á. Mũi này em test ra hết rồi nha. Đó. Là dính mùn gỗ. Ok. Mũi lớn nhất là mũi 36 nha mọi người. Đó, 36. Tiếp theo vào mũi số 30 ha. 30. Tiếp theo 22 nha mọi người. 22. Đó. Mũi 21 ha. Mười tám nha mọi người. Mười tám hình như là có ngắn hơn mấy bộ mũi khác ha. 18 chỉ có 18 cm thôi nha mọi người. Đó, chỉ có mũi này ngắn nhất thôi, còn mấy mũi kia là dài hết ha. 16 ha. 16. 15 nha mọi người. 15 ha. 10 thì mấy đây ta? 12 nha mọi người. Đó. 12. Ồ, 12 chui lục giác luôn. Tiếp theo 10 11 mọi người ha. 9. À, giờ mà một mũi nhỏ nhất là 16 nha mọi người. 16 ha. 6 ha. 16 là như dài nhất luôn ha. 16 này cũng 21 à, 21. Rồi. Bộ 11 mũi ha. 11 mũi này bán 480k nha mọi người. 480k. Đó, mã số 14. Rồi, tiếp theo là cái bình tông này nha mọi người.
Bình này thì em không biết phải là bình Liên Xô thiệt không. Túi này bình simili nha mọi người ha. Cái này không phải bằng da thiệt đâu nha, không phải bằng da thiệt. Bữa em tưởng bằng da thiệt em mới mua để dành chơi, nhưng mà không phải bằng da thiệt ha, mà là cái túi của nó. Mua 3 triệu rưỡi mọi người. Để chơi chứ không em không có bán mấy cái này nè. À, giờ thôi. Thanh lý của người mã số 15 200k ha. Tính mua giờ để dành trưng chơi mà chờ lâu chưa có chỗ để trưng ha. 200k nha mọi người. Bình inox. Nó có hai mặt đế mọi người ha. Có một lớp đế dày trong đây, lớp đế này nữa. À, cái bình này nhiều khi mọi người lên Shopee mọi người sợ cũng thấy á, nhưng mà không biết là cái đây với cái đó nó có khác gì nhau không ha. Thật sự là em đang bụi đã lâu bụi ha. Bụi. Cái này cũng lô mọi người nè. Đó, cái này lô. Bữa mua em không có để ý nè. Đó. Cái nắp này nó hình như là cũng lô mọi người ha. Cái nắp alo mọi người ha. Đó, cái nắp này hình như là nó bự hơn cái ren này ha. Đó. Inox Stainless Steel 128 OZ vậy nè. Stainless Steel 128 OZ vậy nè. CCCB là Liên Xô nha mọi người. Đó. Rất là bự. Chiều dài của nó là 33 cm ha. Đó. Chiều rộng của nó là 21 cm nha mọi người. Bề dày của nó là 5 phân ha, 5 phân hơn. Đó. Đút lại vô túi. Bác nào mua gì cái này chắc như mua gì để dành bỏ trưng chơi, chứ còn nói mà sử dụng chắc không được mọi người ha. Cũng được á, cũng được á. Đổ nước sử dụng, nhưng mà chắc không ai sử dụng cái bình tông bự vậy đó. Đi rừng thì mình sử dụng bình tông 1 lít được rồi. Đó. Cái này đó. Mình số 15 200k nha mọi người. Tiếp theo là thanh lý cặp đèn pin này, họ bán rồi mọi người. Đó, nó compact về lại. Đi nhận trái đất quay trở lại ha, 16. 16 này bán 180 hai cái đèn pin ha. Cái này thì cắm sạc vô điện mà như nó hư cục pin ở trong này, này nó không có lưu trữ pin lại được ha. Led sạch lai vậy đây. Đó. Này chắc của Trung Quốc hay gì mọi người, Zinke vậy đây. Em lấy ngoài bãi nhưng mà chắc cái này của Trung Quốc ha mọi người. Có tem bảo hành cái kiểu của này một cái ha. Đó, cái này thì của nút bấm nha mọi người, còn rất là đẹp. Bằng nhôm mọi người ha, bằng nhôm, cái vỏ nó bằng nhôm. Đó. Ruột bóng còn đẹp nhưng mà không có pin thử mọi người ha. Cái này của Mỹ mọi người, đó cái chữ này. Mát gì đây, nó chỗ chữ in chìm mọi người, còn cái chữ đây thì ghi rõ nè. Bentic Mac in USA mọi người hả, đó. Bỏ pin vô đây ha, nó không biết nó xài loại pin gì. Pin con thỏ phải, pin tiểu không phải không? Có pin trung á, chắc vậy. Nhưng mà em chưa, không có mua pin gì test ha. Rồi, cặp đèn pin này bán 180k nha mọi người, mã số 16. Này đi hai vòng rồi, chắc lần này mà không đi nữa chắc là đỡ lại luôn ha. Này tại em bán hai lần rồi nhưng mà nó còn quay lại hết. Tiếp theo, một số 17 là ba món linh tinh ha. Mười bảy hai mươi bốn mọi người, gồm mà hai cây đánh vảy cá. Đó, cái này thì bằng đồng mọi người ha, cái này thì bằng chắc là bằng gan như bằng gì đúc nguyên khối ha. Đó. Hai cây ha, như cái này là cây cái gì em chưa biết công dụng của nó, chắc là đóng đinh ha. Tashima Bird Hammer này, búa dạng như búa đẩy á. Chắc là bỏ cái đinh vô đây ha, bỏ cái đinh vô đây xong rồi mình giọng xuống nha nè. Đó, giọng xuống nha đó. Đó. Đây là đầu búa rồi, được gõ. Có
của Tajima ngoại hình có sai xước. Nhưng mà cái này lực đẩy đâu còn ok ha. Em không có đinh chỉ bỏ vô test thử chắc cũng ok đó mùi. Mà số 17 này bán 254 nha. Cái này thì cũng có gì để giới thiệu kỹ hết. 3 món 24. Rồi tiếp theo lên mọi người hai bộ Kulim ha. Đó, lên bộ đầu tiên. 18. 18 24 dòng người gồm 3 cây. Đầu tiên là cây nhỏ đó ha. Trang này gì chắc mọi người phải vũa lại sử dụng ha. Em chưa biết công dụng của đây là làm gì nữa. Chiều dài cả cán và lưỡi của nó khoảng 24 cm. Cán không là 14 rồi. Phần lưỡi nó chỉ có 10 cm thôi nha mọi người. Phần lưỡi chỉ có 10 cm thôi. 11 cm ha. Một cây, đây là hai cây Kulim lớn. Em phải Kulim mọi người, cái này chỉ cỡ 2 râu ha. Nói chung là cái này mọi người gì phải mài bén sử dụng nha. Chưa có sử dụng được liền đâu, phải về mài lại. Đó. Chiều dài cái cán của nó là 23 cm nha mọi người. Cây 23, cây 26 ha. Đó. Còn cái phần lưỡi của nó là 17 cm ha. Cây 17, cây 18 nha mọi người. Lưỡi inox mọi người ha, lưỡi này không rỉ. Không có bị rỉ, là SLD vậy đó. Đó với cái này nó. Đó. Người gì mài bén mới sử dụng được nha mọi người. Đó. Nó bằng thép không rỉ. Thép không rỉ ha. Cái này 3 lớp thép nha mọi người. Đây cái đây. Người nhìn kỹ. Nhìn kỹ người thấy có lớp thép ở giữa không? Đó. Đó, đây này, có cái đường rành đó. Đó. Còn cái đây thì nhưng inox nguyên khối luôn. Còn cái này 3 lớp. Người nhìn kỹ đến anh nó có cái làn ở giữa không? Đó. Rồi. Mà số 18 này ba cái này bán 24 mọi người. Rồi, tiếp theo 19 nè, 19 cũng 2 cây. Cái này hình như được 2 râu chứ không phải là dạng Kulim mà có cứa nha mọi người. 18, 19, 19 cũng 254 ha, nó gồm 2 cây. Chiều dài thì cũng đúng bộ con nãy thôi mọi người. Chiều dài cán của nó là 36 ha. Đó. Lưới của nó là 17 nha mọi người. Cái này thép inox, cái chữ giống cái cây nó nảy mọi người. Giống cây bộ trước là thấy không? Đó. Cái này thì inox nguyên khối nha mọi người, không phải 3 lớp ha. Cái này lưỡi mọi người gì phải mài mới sử dụng được nha mọi người. Cái này như cũng 3 lớp sao ta? Đây. Có cái đường ở giữa nè mọi người. Đó, hình như cái này cũng 3 lớp sao. Nhưng mà tại vì mài chưa có loại lớp giữa ra mọi người. Một cái ha. Rồi, cái này thì cũng chiều dài 33 này. Chiều dài băng lưỡi nó 17 cm ha. Này cũng tem mạc 180 mm. Tem mạc đầy đủ ha. Cán này nụt. Đó. Này có chữ cái này 3 lớp thép nha mọi người. Cái Golden Star này 3 lớp thép ha. À nó có một hãng thôi ha. Hai cái kia luôn mọi người đây này. Đó. 3 lớp thép nha mọi người, mọi người nhìn kỹ nha. Đây có một cái đường rãnh ở giữa đâu. 3 lớp thép giống như dao, mình dao 3 lớp mọi người. Thì những cái này mà mài lên là rất là bén nha. Cái này chắc đỡ thu hoạch rau muống. Gạt. Này chắc trồng rau thu hoạch thì ok mọi người ha. Hay là gạt cỏ chắc nó, hay là chắc vậy. Nói chung em chưa biết công dụng của nó thật sự đó ha. Chắc bữa nào kiếm cây mài bén lên xài thử á. Cái đặt rau đặt đồ thấy ok. Golden Star. 3 lớp thép nha mọi người. Cái này thì chưa mài không có lòi ra 3 lớp thép, em chưa vệ sinh kỹ á, chứ nào nó có ra 3 lớp thép không. Nhưng mà cái lớp ở ngoài đó là lớp bằng inox không rỉ nha, đó. Dùng như con dao 3 lớp mình vậy đó. Mẹ 1924. Một cuối cùng hôm nay của em là máy cây cảo mọi người ha. Quay camera nhỏ gần. Đó. Rồi, cây cảo. Một cảo này em bán 340 ngàn. Mã số 20 254 ha. Đó. Gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái cảo nha mọi người. Em sẽ quay từ to ra lớn.
Da banh đàng hoàng ha, 65 ml, hồng rộng mọi người ha, hồng rộng phải hồng dẹp đó, ren đồ ok nha mọi người ha. Coi ha, tiếp theo cây này cũng 65 ml luôn đó, hai đây là một cặp này đó, một cặp ha. Này nước sơn zin còn nguyên rồi mọi người, có cắn cắn ở đây xí trải xước đó, hai cái ha. Tiếp theo cặp 50 ml đây, đây ba cái đây bằng nhau nha mọi người, ba cái đây 50 ml hết này, xe băng bên tịt này 50 ml hết, cái ngồi ok ha. Một cây này nó lẻ loi nhưng mà nó đi cho đủ ba cặp mọi người, nó đi cho đủ ba cặp, cái này cũng sẽ băng luôn, mà cái này 75 ml là chiều dài ha, còn cái họng nó hẹp, họng nó thức 3 cm. Họng nó thức 3/8 mọi người ha. Đó. Rồi, bộ 6 cái cảo này em bán 34 nha mọi người. Rồi, video hôm nay kết thúc nha mọi người. Hẹn mọi người lại gặp lại mọi người vào video cuối tuần mà chủ nhật ha. Thì ngày cuối tuần của chủ nhật thì em sẽ lên nhiều món hàng, tại vì không có chuẩn bị kịp nên hôm nay chỉ lên vài món vậy thôi. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.